Lực lượng chức năng Quảng Bình đang xác minh điều tra làm rõ việc hơn 12 ha rừng tại xã Sen Thủy bị chặt phá. Thông tin từ Hà Kiểm Lâm, huyện Lễ Thủy, khu vực rừng đã bị khai thác chặt phá thuộc quy hoạch rừng phòng hộ và rừng sản xuất tại khu vực Hồ Bào Sen, xã Sen Thủy. Cụ thể, khu vực rừng phòng hộ do Ban Quản lý Khu Dự trữ Thiên nhiên Động Châu Khe Nước Trong quản lý đã bị khai thác chặt phá với diện tích 9,69 ha. Trong 9,69 ha rừng phòng hộ bị chặt phá này, có 7,63 ha khai thác trắng lấy cả cây phi lao và keo. 2,06 ha chỉ cắt lấy cây keo, còn cây phi lao vẫn chừa lại. Khu vực rừng sản xuất tại lô 11A và lô 12, tiểu khu 433C do Ủy ban Nhân dân xã Sen Thủy cũng bị chặt phá với khoảng 2,85 ha. Hiện, Chi cục trưởng Chi cục Kiểm Lâm tỉnh Quảng Bình đang chỉ đạo các phòng chuyên môn điều tra làm rõ xác minh lại diện tích chủ quản lý